Hoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà tại phường Dương Nội. Căn nhà này 5 tầng gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn. Từ vị trí căn nhà này cách 300m là ra tới trục đường Lê Trọng Tấn, với hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 32m2, thiết kế 5 tầng như thế nào. Đường ngõ trước nhà rất là thoáng, với cái đường ngõ trước nhà khoảng tầm 2m2, với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Với cái thiết kế 5 tầng về ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Từ vị trí ngôi nhà này gần với lại trường đại học kiểm sát, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn. Đặc biệt đấy, như Ngọc Ánh đã chia sẻ, từ vị trí này cách với lại trục đường Lê Trọng Tấn 300m thôi, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Và giá chào bán của ngôi nhà này hiện tại chủ đang chào là 3 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, được thiết kế chỉnh chu với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp quạt trần, kệ tivi, vách trang trí với cái không gian phòng khách, gạch lát nền, kích thước gạch 60, vân sơn chủ đạo của ngôi nhà, sơn là sơn màu trắng. Với cái phần thiết kế đường ngõ trước nhà rất là thoáng mọi người ạ, với hướng nhà là hướng Tây Bắc. Quý vị nào đang tìm nhà ở khu vực Dương Nội, hướng nhà Tây Bắc, đường ngõ thông thoáng như này thì liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhé. Ngoài ra ở Dương Nội thì Ngọc Ánh vẫn đang có một số căn nhà giá chỉ có 2 tỷ 650 triệu đồng thôi. Với những cái ngôi nhà như thế này thì đường ngõ nông thì giá cao hơn một chút, ngõ sâu thì giá thấp hơn một chút. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản. Và quan trọng tiếp theo đó là tất cả những video Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị thì 100% giấy tờ pháp lý, hồ sơ chuẩn chỉnh, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phòng bếp thì chủ nhà có tặng thêm cho mình một bộ hút mùi cũng như là bếp từ luôn. Mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp thì đã lắp đặt xong xuôi đầy đủ. Đấy, chậu rửa, vòi rửa, kệ thì kệ để trang trí đấy, cũng như là kệ úp bát. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp với cái hút mùi và cái bếp từ thì thương hiệu là Kenji đấy mọi người nhé, nhập khẩu từ Đức. Và với cái tầng 1, ngoài phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi, bồn cầu, máy bơm, nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng. Với cái phần ngăn cách giữa cái cầu thang và phần cửa chính thì ở đây có một cái kệ gỗ thiết kế khá là hợp lý, khá là cái màu sắc của nó khá là hài hòa với cái tông màu sơn này, cũng như là cái gạch lát nền và cái tông màu bếp mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Với căn nhà này thiết kế 5 tầng 3 phòng ngủ vô cùng hợp lý. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2, 3 và 4, mỗi một tầng thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ, thiết kế ở đây là sàn gỗ này, rồi là ban công mở hướng được ra phía bên ngoài, rèm cửa, điều hòa, hệ thống trần thạch cao. Xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Đó, hàng xóm thân thiện. Đây, cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa lõi thép mọi người ạ. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên ngoài, đáp ứng cho quý vị đầy đủ bình nóng lạnh, quạt hút mùi, bồn cầu. Đây, lavabo, hệ thống xe kê tắm nóng lạnh. Và cái không gian phòng vệ sinh này cũng khá là rộng mọi người ơi. Với cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cho mình, khá là sạch sẽ. Đây là phần tầng 2, mời theo em lên phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 thôi, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng nào cũng được chủ nhà lắp đặt đầy đủ những cái công năng sử dụng cho mình. Với những cái phần phòng ngủ này thì chủ nhà có lắp cho mình điều hòa. Đây, rèm cửa, ban công mở thoáng, hướng được ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Căn nhà này quý vị có thể vay tối đa 1 tỷ 7 cho tới 1 tỷ 8 tiền ngân hàng nhé, với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đấy.
Thời điểm này thì Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu những cái ngân hàng liên doanh là phải nới room cho quý vị để quý vị có thể vay được những cái bất động sản giá tốt nhất, lãi suất ưu đãi nhất. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 3. Nói chung là phòng nào cũng thế, tương tự nhau, thiết kế xem nhau. Đây, cửa thông phòng. Và mời ông theo em lên phần cuối cùng tầng 5 của ngôi nhà nhé. Bởi vì cái ngôi nhà này tầng 2, 3, 4 thiết kế giống hệt nhau. Như vậy là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Ở phía dưới tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Ở trên phía tầng 5 thì thiết kế cho quý vị một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 5 thì đây thiết kế khá là hợp lý. Phần khu vực để máy giặt. Đây, để riêng máy giặt. Đây là một phòng thờ. Đây, chủ nhà có thiết kế cho mình một phòng thờ ở đây. Còn một ô cửa sổ nữa thì là chưa thiết kế nhá mọi người nhá. Đây, ở chỗ này là còn một ô cửa sổ nữa. Và đây là phần sân phơi. Góc nhìn tổng thể của ngôi nhà. Đây là phần sân phơi. Với cái vị trí sân phơi, đứng ở đây quan sát ở xung quanh thì quý vị có thể nhìn thực tế hàng xóm xung quanh rất là đông đúc. Vị trí này thì gần với lại khu đô thị Dương Nội, kia là khu đô thị Dương Nội, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông. Xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với lại những cái chợ trường phường trạm cũng như là bệnh viện lớn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.